Hello, xin chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh Rosie TV của mình nha. Trong video ngày hôm nay mình xin nói về cái chủ đề giá xăng ở Mỹ hiện nay rất là tăng luôn, và tăng tới hơn 4 đồng đô la một cái gallon xăng rồi đó. Và mình đọc được cái bài báo nói về cái làm sao mình đối phó với cái tình trạng giá xăng tăng hiện nay. Và bài báo nó phân tích là cái giá xăng tăng hiện nay là đã hơn 4 đồng 17 sen. Và cái giá này là tăng 55 sen đó quý vị. Chỉ trong một tuần thôi là cái giá đã tăng hơn 55 sen rồi. Và có một cái gọi là phân tích nói là Tổng thống Biden nói là giá xăng sẽ giảm lúc mà cuối năm 2021 đó. Ông nói là giá xăng sẽ giảm còn 3 đồng một sen một gallon, và sau đó sẽ giảm 2 đồng 89 sen một gallon. Nhưng mình đã bị lừa rồi quý vị. Bây giờ là giá xăng còn tăng hơn nữa, không phải như lời ông Tổng thống Mỹ hứa lúc đó. Mới đầu là ta hy vọng đúng không, nhưng mà không phải là như vậy. Và trong cái lịch sử mình thấy gần đây nhất thì giá xăng tăng là do nguyên nhân là cuộc chiến của Nga, Xô và Ukraine diễn ra, nó làm cho cái giá xăng nó không ổn định và nó tăng. Và sau đó thì nhiều, rất là nhiều người phản đối vì không muốn mua xăng của nước Nga Xô đó, muốn cấm vận kinh tế của nước Nga Xô. Mới đầu thì nước Mỹ nó cấm vận kinh tế nhưng mà vẫn mua xăng dầu, nhưng mà nhiều người không có chịu. Ta nói là phải cấm vận kinh tế là phải cấm vận hết, phải không mua xăng luôn. Bùm một cái rồi giá xăng còn tăng hơn nữa. Vậy có nghĩa là cái lời hứa của ông Tổng thống Biden vào cuối năm 2021 vừa rồi là giá xăng sẽ giảm xuống còn 2 đồng 89 sen vào tháng 2 năm 2022 sẽ đã không thực hiện rồi. Cái triển vọng đó là fail, là thua rồi đó quý vị. Cái việc mà lạm phát đó thì do cái lịch sử gần đây là do cuộc chiến của nước Nga và Ukraine, đúng không quý vị? Cuộc chiến thì càng làm trầm trọng thêm giá cả xăng dầu. Khi các thương nhân từ chối mua dầu của Nga và loại bỏ rất nhiều hàng triệu thùng dầu khỏi nguồn cung cấp xăng dầu bên Nga Xô đó vị, giá có khả năng tiếp tục bùng phát khi Mỹ tiến tới lệnh cấm hoàn toàn đối với nhập khẩu xăng dầu của nước Nga Xô. Vì mới đầu thì nước Mỹ chỉ cấm vận kinh tế về những mặt hàng khác thôi, không có cấm vận mua xăng dầu, sau đó là cấm vận hoàn toàn nhập khẩu xăng dầu của Nga Xô rồi. Vì vậy trong một tuần đó, giá xăng tăng 55 sen cho một tuần đó quý vị. Ngay cả trước khi chiến tranh xảy ra thì giá khí đốt đã trở nên là khó quản lý đối với người Mỹ. Vì các nhà lập pháp đã vật lộn để tìm ra giải pháp. Và theo nghiên cứu nữa là có một cái nhóm gọi là đảng, bên đảng Dân Chủ, đảng Xanh đó quý vị, đã đưa ra một cái dự luật lên Thượng viện, là mới là cái bill, là cái đề nghị thôi, chưa có thành luật. Phải có nhiều cái chữ ký và ngay cả chữ ký của Tổng thống mới thành luật. Cái nhóm này thì đưa ra một cái đề nghị là giảm 18.4 xu, bỏ luôn cái vụ mà 18.4 xu cho mỗi lần đi đổ xăng, là mỗi lần mình đi đổ xăng là cái phí, cái thuế là 18.4 xu, và cái thuế của
liên bang đó là thuế federal đó quý vị. Nhóm này á, là nói là phải bỏ cái luật đó. À, dự luật này bị chỉ trích rộng rãi vì nó cho là không có tác dụng gì với người tiêu dùng hết, vì nó giống như là cái cảm giác nhẹ nhõm vậy thôi, chứ thật ra không có tốt gì cho người tiêu dùng rồi là người dân đổ xăng hết. Đó, mấy người chỉ trích cái bộ luật này thì nói như vậy. Điều này có nghĩa là hãy sống chung với lũ nha quý vị. Phải tìm cách làm sao để tiết kiệm trong cái thời gian giá xăng tăng này. Hôm nay á, gia đình mình đi biển chơi, cái con đường biển này là highway 101 á. Rất là đẹp, bình thường rất là đẹp luôn. Cái ngày mình plan đi biển á, thì đâu có biết là hôm nay là có bão tố phong ba gió lớn mưa to như vậy đâu. Bình thường là ở ngoài biển chỗ này nó trời xanh đẹp lắm, hôm nay trời u ám cho nên ảnh hưởng tới biển cũng xám xịt luôn đó quý vị. Mình cũng phải đi vì cái plan mình đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng mà đâu có biết được cái lúc mình đi là giá xăng tăng đùng đùng do cái tình hình chiến tranh xảy ra đâu quý vị. Vẫn tiếp tục phải đi thôi. Giờ mình kể tiếp cái chuyện bài báo nó đưa ra những cái phương pháp và làm thế nào để gọi là sử dụng, gọi là save money, tiết kiệm tiền trong cái thời gian mà giá xăng tăng. Cái phương án thứ nhất thì bài báo nó nói là sử dụng cái mấy cái chương trình, mấy cái app đó để tìm mấy cái cây xăng đó, cây xăng có giá thấp mình đi đổ, và có những cái cây xăng giá thấp hơn 25 xu luôn. Vì ở bên Mỹ là nhiều cái hãng xăng cạnh tranh với nhau lắm, nó có cái giá tốt khác nhau, và cái loại xăng có thể nó cũng có khác nhau trên là chúng định. Giống như là xăng của Costco đó, Costco có nó cũng có cây xăng giá nó cũng là rẻ nhất so với những cái xăng ở chỗ khác. Và ngoài ra mình còn có thể dùng cái app nữa quý vị, để kiếm cái xăng nào mà giá thấp mình đi đổ. Và cái cách thứ hai để giảm giá xăng là đăng ký những cái chương trình thưởng xăng. Vì bên này có những cái chuỗi trạm cây xăng khác nhau, mình có thể mình thích cái trạm xăng nào mình đăng ký cái trà theo cái gọi là thương hiệu mình thích để hưởng lợi, vì đăng ký cái chương trình trúng thưởng của nó. Cái chương trình này thưởng cho khách hàng quay lại đổ xăng tiếp về cái thương hiệu của mình yêu thích đó bằng cách giảm giá mỗi khi mà mua xăng. Vì giống như là mình mua xăng đổ giá trị 1 đồng thì mình được tích là điểm 1 point, là 1 điểm đó, và mình 5.000 điểm thì là có nghĩa là mình đổ 5.000 đô la lận thì nó sẽ được thành là 50 đồng. 5.000 điểm mà 5.000 điểm là có nghĩa là mình được 50 đồng tiền xăng đó quý vị. Có nghĩa là mình phải đổ 5.000 đô la mình mới được gọi là giảm 50 đô la tiền xăng. Như vậy là nếu mà người mà xài xăng nhiều không nói, nếu mà người mà xài xăng ít là 5.000 đô la đổ xăng là rất là nhiều luôn á. Bởi vì mình thấy cái chương trình mà 5.000 đô la mà giảm được 50 đồng đổ xăng á là thấy cũng hơi khó đó. Và cách thứ ba để giảm tiền xăng là khi đổ xăng mình sử dụng những cái thẻ credit card, vì credit card nó tính điểm, những lần đổ xăng thì cái điểm nó sẽ nhiều hơn và mình sẽ được tích cái điểm nhiều hơn để giảm cái tiền xăng. Và cái thẻ credit card riêng của những cái chợ siêu thị nữa cũng có những cái chương trình mà mình đi chợ mua đồ cũng được tích điểm để giảm tiền xăng ha.
Nhưng mà có một cách thứ tư nữa làm người ta nghiên cứu là vào ngày thứ hai. Vào ngày thứ hai nha, nhớ cho quý vị, giá xăng nó sẽ lại giảm, cho nên ta khuyên là nên đổ xăng vào ngày thứ hai thì giá xăng nên giảm. Vì những cái ngày cuối tuần rồi những ngày khác á, giá xăng nó có thể biến động và tăng giá ha. Và bài báo nó giải thích là nguyên nhân tại sao giá xăng lại tăng trong cái lịch sử tăng như thế này. Ngoài ra nó phân tích ra là do nhu cầu dầu thô cao và nguồn cung cấp đang đẩy giá khí đốt đi lên. Và mặc dù Cục Dự trữ Liên bang cũng dự đoán sẽ tăng lãi suất nhiều lần trong năm nay, điều này cuối cùng sẽ thúc đẩy giá giảm trở lại. Vẫn có những cái yếu tố khác đang diễn ra trên thị trường quốc tế. Dầu thô và tài nguyên thiên nhiên được sử dụng để sản xuất xăng và nhiên liệu diesel, là mấy cái dầu đó quý vị, đã chứng kiến những cái thay đổi rất là nhiều đáng kể khi mà đại dịch Covid xảy ra lần đầu tiên là cách đây 2 năm đó, đã tung ra trên thị trường toàn cầu là cái con Covid đó. Thì do cái lúc mà xảy ra đại dịch thì ít người sử dụng phương tiện giao thông, thì lúc đó thì làm cái số lượng xăng dầu cần á, nó lại giảm, cho nên người ta giảm cái nguồn nguồn xăng đi và đổ bớt xăng nữa. Lúc đó là những cái nguồn xăng mà nhập vào Mỹ á, Mỹ nó không có xài nữa. Vì vậy cái bây giờ đùng một cái thiếu xăng thì lại không có xăng. Và vào tháng 4, quý vị nhớ tháng 4 năm 2021 vừa qua có vụ tấn công mạng nữa, là những cái tên ăn cướp nó tấn công chuỗi cung cấp nhà máy xăng, nó làm người ta hỗn loạn rồi tình trạng giá xăng tăng rồi xèo hết. Và sau đó xảy ra cái vụ thủng đường ống rồi lâm hết, và cũng làm giá xăng đẩy lên nữa. Và nguyên nhân gần gần đây nhất là cuộc chiến giữa Ukraine và Nga Thế thì cái xô, chỗ này là ngay là ta đổ bắt thừa đuôi cái hay nguyên sao, nhân nó đó khờ là khờ tăng xăng ghê gớm nhất. nó cao khoảng nhiều ba À, trăm vì phí nước thôi là năm Nga ngàn xô là phí nước sản xuất 10% nguồn cung cấp dầu trên thế giới nha. Hiện nay là nước Nga xô đang bị trừng phạt do xâm lược nước Ukraine nữa, cho nên một số nhà cung cấp dầu từ chối không mua dầu từ Nga xô vì sợ vướng vào các lệnh trừng phạt kinh tế làm giảm nguồn cung cấp toàn cầu về xăng dầu đối vị, cho nên giá xăng tăng. Theo New York Times tuyên bố vào ngày 2 tháng 3 là thì một số liên minh bao gồm các nước sản xuất xăng dầu bao gồm cả Nga báo hiệu rằng họ không có khả năng tăng sản lượng và tiếp tục sản xuất số lượng đã thỏa thuận ký vào tháng 7 năm 2021. Và Tổng thống Joe Biden đã giải phóng rất là nhiều nhiều thùng dầu dự trữ vào cuối năm 2021 vừa qua. Là ông nghĩ là lúc đó là ông nghĩ là sẽ làm giá xăng sẽ đẩy xuống 2 đồng 88 sen, nhưng mà không có như ông dự đoán. Vì lúc đó là ông dự đoán thì lúc đó giá xăng giảm là do cái con dịch khác là Omicron, lúc đó người ta ở nhà thì người ta lúc đó là ít đi vận chuyển phương tiện giao thông đó, cho nên giá xăng lúc đó giảm là do người ta không có xài xe đi nhiều thôi.
tất cả cái hậu quả tổng hợp là giống như là một cái kịch bản gì đó, người ta nói vậy, báo nói vậy. À, có nghĩa là các liên bang và trên toàn quốc đang chứng kiến cái giá xăng và giá khí đốt tăng. Giá xăng trung bình trên mỗi gallon ở California đó tăng đến 5 đồng 44 đô la, là quý vị, tăng rất là nhiều luôn. Và nó nói là New York hiện nay là tăng 4 đồng 37 sen. Ồ, vậy là California là giá xăng còn cao hơn New York nữa quý vị. Quý vị có cách nào tiết kiệm để sống chung với lũ trong cái tình trạng giá xăng tăng vọt hiện nay không quý vị? Nếu có, đừng quên bình luận trong cái video của mình để chia sẻ ha. Và cũng là nhu cầu cần thiết hiện nay, vì giá xăng bây giờ tăng quá, mình phải tìm đủ thứ mọi cách để sống chung với lũ thôi. Và video của mình tới đây cũng là dài rồi. Xin cảm ơn rất là nhiều quý vị đã xem video của mình. Và đừng quên dùng bàn tay thần thánh nhấn nút like cho video với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.